Truyền thông nhà nước Việt Nam vừa có những bài viết khen ngợi công tác gìn giữ thi hài ông Hồ Chí Minh suốt 50 năm qua, kể từ năm 1969. Lâu nay trong công luận lại có những ý kiến thắc mắc về việc ướp xác cố chủ tịch Hồ Chí Minh. Vài năm trước đây, trên mạng xã hội lan truyền một phần bản di chúc của ông Hồ Chí Minh về việc hậu sự cùng một nét chữ với phần di chúc được nhà nước công bố trước đó. Trong đó ông viết, sau khi tôi đã qua đời, chớ nên tổ chức điếu phúng linh đình để khỏi lãng phí thì giờ và tiền bạc của nhân dân. Tôi yêu cầu thi hài tôi được đốt đi, tức là hỏa táng. Nữ nghệ sĩ Kim Chi, người từng có thời gian dài sống và làm việc ở miền Bắc, cho rằng không nên duy trì thi hài ông Hồ mà nên đem thiêu theo di chúc được công khai như thế. Tôi nghĩ rằng nguyện vọng của ông Hồ đó, ông cũng muốn được thiêu. Chứ ông đâu có đòi là tây lăng rồi ướt xác rồi gì đâu. Đúng rồi, tốn quá trình luôn. Trời ơi, một năm là phải nuôi cả binh đoàn và bảo vệ, rồi phải bảo trì thứ xác, rồi nuôi cả những đội ngũ, những người về hưu. Cứ là lần lượt về hưu thì vẫn phải trả lương, tại nó nhiều lắm đó. Với nhà báo Nguyễn Ngọc Già, thì trước hết phải làm xét nghiệm ADN. Ông không tin ông Hồ Chí Minh là người Việt Nam. Ông đưa ra quan điểm ngắn gọn của mình về nhiều mặt. Ý kiến của tôi thì thứ nhất là tôi nghĩ rằng là nên xét nghiệm ADN của cái xác chết Hồ Chí Minh, rồi sau đó thì hãy thiêu. Còn về mặt tâm linh á, muốn thiêu á thì phải nhớ rằng xem ngày giờ. Đấy. Còn về mặt kinh tế thì quá rõ rồi. Tức là cái xác đó nó quá tốn kém, là có tội với người dân chúng tôi. Dù hàng trăm đầu báo chính thống trong nước chưa bao giờ đặt ra nghi vấn việc ông Hồ Chí Minh, tức Nguyễn Ái Quốc, người có thi hài đang nằm trong lăng, có phải là người Việt Nam hay không. Nhưng trong những năm qua dấy lên thông tin ông Nguyễn Ái Quốc là người Trung Quốc. Là một người từng sống qua hai chế độ, bà Đức nêu ý kiến của mình về việc giữ thi hài ông Hồ hiện nay. Vâng, theo ý tôi á, thì tôi nghĩ ngay đến cái điều quan trọng nhất là cái ông Hồ là chiến binh này này. Ta đã nói nhiều rồi, người ta tìm hiểu nhiều rồi. Không phải là người Việt Nam. Căn cứ gì mình phải giữ xác của ông Hồ Chí Minh lại, nếu thật sự ông là người Việt Nam mà ông đem cái chế độ Cộng sản nó đưa đất nước mình đến cái chỗ như thế này rồi. Không ích lợi gì, thành ra tôi nghĩ là nên bỏ cái đó đi. Thầy giáo Chế Quốc Long nhận định việc ướp xác không nói lên tầm cỡ lãnh tụ, mà tầm cỡ lãnh tụ phải là những việc họ làm, di sản họ để lại cho dân, cho nước. Di sản của ông Hồ Chí Minh là đem chế độ Cộng sản vào Việt Nam. Độc tài và tàn ác. Nên là cái di sản này nên dẹp bỏ. Và việc đầu tiên cần phải dẹp bỏ đó là cái dẹp bỏ những cái biểu tượng liên quan đến ông Hồ Chí Minh. Trên thế giới hiện chỉ còn vài nước lưu xác lãnh tụ như lãnh tụ Xô Viết Lenin mất ngày 21 tháng 4 năm 1924, Chủ tịch Việt Nam Hồ Chí Minh mất ngày 2 tháng 9 năm 1969, Chủ tịch Trung Quốc Mao Trạch Đông mất ngày 9 tháng 9 năm 1976, lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Il qua đời ngày 17 tháng 12 năm 2011. Báo Hà Nội Mới dẫn lời Thiếu tướng Cao Đình Kiếm, Chính ủy Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh rằng, trong giai đoạn 6 năm đầu, việc gìn giữ, bảo vệ thi hài rất vất vả vì cơ sở vật chất còn thiếu, đội ngũ cán bộ chuyên môn mỏng. Đến ngày 29 tháng 8 năm 1975, khi lăng được khánh thành, thì nhiệm vụ gìn giữ, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài ông Hồ chuyển sang giai đoạn mới với yêu cầu rất cao. Ngày 28 tháng 8 năm 2018, Văn phòng Chính phủ phát đi thông báo kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Theo kết luận, nhiệm vụ bảo vệ lăng cố Chủ tịch Hồ Chí Minh, giữ gìn lâu dài và tuyệt đối an toàn thi hài người nằm trong lăng là nhiệm vụ chính trị vinh dự, thiêng liêng cao quý mà Đảng, Chính phủ và nhân dân giao cho Ban Quản lý lăng.